Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô máy câu Nhật Bản mình xin giới thiệu các bạn. Giá là mình báo trên video, giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một máy là 30k mà ship code toàn quốc. Sau đây thì mình xin giới thiệu con máy đầu tiên nha các bạn. Con số 1. Con số 1 này là một con của Thái Lan nha các bạn, Thái Lan này. Con này là dòng của con này là một con Daiwa nha các bạn, Daiwa Thái Lan, long cát 1500 này. Ngũ hình nha các bạn. Con này có trầy xước. Con này là mình thay đổi tay quay trái phải nha các bạn, tay quay bằng nhôm này. Bị tróc sơn nha các bạn. Cái này cũng bị tróc sơn này. Con này có size là size con này là size 5000 nha các bạn. Cước số 5 là 150m, nó hơi mờ nha các bạn. Ngoại hình con lan còn rất là sáng. Con này là một con máy sống nha các bạn, lưỡi gà hoạt động tốt, gà cướp con này hoạt động tốt nha các bạn. Máy quay này rất là ok nha các bạn, chốt chặn. Thay đổi tay quay trái phải nha các bạn, size 5000, Thái Lan. Con số 1 này có giá là 150k nha các bạn, 150k. Con số 1. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 này là một con Siuta BR40 nha các bạn. Con này là một con máy Korea. Ngoại hình. Con này có size là size 3000. Cước số 3 là 170m, size 3000 nha. Con lan này còn rất là sáng. Một con đuôi chuột nha các bạn, đuôi chuột nè. Con này là mình cũng thay đổi tay quay trái phải nha các bạn, thay đổi tay quay trái phải. Gạt cước nè, con này hoạt động rất là tốt. Con này là một con máy sống nha các bạn, lưỡi gà hoạt động rất là tốt luôn. Ngoại hình nè, còn rất là mới, Korea. Máy quay nha các bạn, con này quay rất là mượt. Chốt chặn. Con này hoạt động rất là tốt nha các bạn. Con số 2 này có giá là 180k. Số 2, 180k. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 là một con CS3000 nha các bạn. Bromenry. Con này là một con không có tem nước nha các bạn. Có kim loại này. Ngoại hình nha các bạn. Ngoại hình này còn rất là mới. Có kim loại này. Con này có size là size 3000 nha các bạn. Con này là chạy 4 bạc đạn này. 4 bèo này, thấy không? Con lăn nha các bạn, con lăn mạ vàng này. Gạt cước. Con này hoạt động rất là tốt. Máy sống nha các bạn, lưỡi gà hoạt động tốt. Máy kêu rất là ok nha các bạn, con này. Chạy 4 bạc đạn nha các bạn, 4 bạc đạn. Con này là mình cũng thay đổi tay quay trái phải, tay quay gập. Máy quay nha các bạn, con này quay rất là mượt. Chốt chặn nha các bạn. Con này rất là ok, rất là đẹp nha các bạn. Con số 3 này có giá là 150k nha các bạn. Số 3, 150k. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 này là một con long cát nha các bạn, Siuta DS50 này. Con này là một con Korea nha các bạn, Korea. Siuta DS50. Ngoại hình còn rất là mới nha các bạn, cước này còn rất là mới nè.
Con này là ratio là 4.6 này. Con này là mình thay đổi tay quay trái phải nha các bạn. Tay quay gập nha các bạn. Tay quay này màu này. Con này màu rất là đẹp luôn. Con lăn nha các bạn, con rất là sáng. Gạt cước. Gạt cước con này hoạt động tốt nha các bạn. Size con này là size 3.000 nha các bạn. Con này là size 3.000. Con này là một con máy sống nha các bạn, lựa cái hoạt động tốt. Máy quay này rất là mượt, góc chằn nè. Con này quay rất là mượt nha các bạn. Màu hình này, mới nè. Còn rất là mới luôn. Cái này là đắt nha các bạn, mới nè. Con số 4 này có giá là 220k. Số 4 220k. Tiếp theo là con số 5. Con số 5 này là một con long cáp nha các bạn, DF30B Suta này. Con này là một con Korea. Ngò hình nha các bạn, còn rất là mới. Cước này nha các bạn, còn rất là mới này, màu rất là đẹp luôn. Con lăn. Con này là có size là size 2000. Size 2000, thay đổi tay quay trái phải. Màu nha các bạn, con này còn rất là mới. Con lăn còn rất là sáng. Gạt cước. Con này hoạt động tốt nha các bạn. Máy sóng lưỡi ghe hoạt động tốt. Máy quay rất là mượt nha các bạn. Chốt chặn này. Máy quay rất là mượt. Con số 5 này có giá là 220k. Số 5 220k. Số 5 nha các bạn, 220k. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 này là một con long cáp nha các bạn. EF35B. Một con Korea. Ngoại hình nha các bạn, còn rất là mới nè. Tay quay nha các bạn, thay đổi tay quay trái phải. Con này là size 2000. Ngoại hình nha các bạn, còn rất là mới nè. Gạt cước. Con này hoạt động rất là tốt nha các bạn. Máy sóng lưỡi hoạt động tốt. Con lăn nha các bạn, còn rất là sáng. Máy quay này rất là mượt, chốc chặn. Máy quay rất là mượt nha các bạn. Con số 6 này có giá là 180k nha các bạn. Số 6 180k. Ngoại hình rất là đẹp nha các bạn, quay rất là mượt. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 này là một con con này nha các bạn, chạy 4 bạc đàn. Tên tiếng Korea nha các bạn. Con này là một con máy Korea. Ratio con này là 5.3 nha các bạn, 4 bạc đàn này. Có kim loại nha các bạn. Ngoại hình còn rất là mới. Thay đổi tay quay trái phải nha các bạn. Thay đổi tay quay trái phải. Tay quay nè. Con này rất là đẹp nha các bạn. Size con này là size 2000. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Máy sóng nha các bạn, lưỡi ghe hoạt động tốt. Con lăn mạ vàng này, cối này mạ vàng kim loại nha các bạn. Máy quay rất là mượt. Máy quay nha các bạn, rất là mượt. Chốt chặn này. Con số 7 này có giá là 220k. Số 7 220k. Rất là đẹp nha các bạn. Tiếp theo là con số 8.
Con số 8 này là một con Daiwa Sportling ST0 nha các bạn. Ratio là 3.8 này. Con này là một con của Japan nha các bạn, Japan. Thân là bằng nhôm nha các bạn. Có kim loại. Tay quay kim loại nha các bạn. Ngoại hình này. Con này là mình thay đổi tay quay trái phải nha các bạn. Ngoại hình này còn rất là sáng. Con này là có size là size. Con này là size 7000 nha các bạn. 7000 này. Cước số 7 là 140m nha các bạn. Con lăn nha các bạn. Này. Gạt cước. Con này hoạt động tốt nha các bạn. Gạt cước nha các bạn, hoạt động rất là tốt. Con lăn này. Con này là một con máy sóng nha các bạn, lưỡi ghe hoạt động tốt. Size 7000. Daiwa nha các bạn, Sportline. Thay đổi tay quay trái phải. Tay quay nha các bạn. Gập này. Máy quay nha các bạn. Chốt chàng này. Máy quay rất là ok nha các bạn. Con số 8 này có giá là 450k nha các bạn. Số 8 450k. Tiếp theo là con số 9. Con số 9 này là một con Daiwa Spinte ST850 nha các bạn. Con này là một con của Japan. Japan nha các bạn. Ngoại hình nha các bạn, còn rất là mới này. Thân nhôm nha các bạn, tay quay kim loại. Có carbon. Con lăn nha các bạn, còn rất là sáng này. Ngoại hình. Con này là mình cũng thay đổi tay quay trái phải nha các bạn. Con này có size là size. Size con này là size 6000 nha, 5000 nha các bạn. Con này là size 4000 này. Cước số 4 là 150m. 4000, gần 5000 nha các bạn. Cước số 5 là 120m. Size 4000. Gạt cước nha các bạn. Hoạt động tốt. Con này là một con máy sóng, lưỡi ghe hoạt động rất là tốt. Cước nha các bạn, cước còn rất là xài tốt này. Ngoại hình khá là đẹp. Máy quay nha các bạn. Chốt chặn. Máy quay rất là mượt. Con số 9 này có giá là 450k nha các bạn. Số 9 450k. Tiếp theo là con số 10. Con số 10 này là một con Holiday Spin nha các bạn, 3000. Ngoại hình này. Con này là một con Malaysia nha các bạn, Malaysia. Ngoại hình còn rất là sáng nha các bạn. Holiday Spin, size con này là size 3000. Ngoại hình nha các bạn. Tay quay này. Tay quay bằng kim loại này nha các bạn. Thay đổi tay quay này là tay quay trái phải nha các bạn. Tay quay. Con lăn nha các bạn, còn rất là sáng. Gạt cước. Con này hoạt động tốt nha các bạn. Ngay chỗ này là dính đất nha các bạn. Này dính đất. Con này là một con máy sóng, lưỡi ghe hoạt động tốt nha các bạn. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Một con Shimano Malaysia. Máy quay nha các bạn, con này quay rất là mượt. Con số 10 này có giá là 400k nha các bạn. Số 10 400k. Số 10 400k. Tiếp theo là con số 11. 11 là một con
Ryobi nha các bạn, Sinus XS1000 ZM này. Sinus này nha các bạn, hiệu Ryobi. Con này là một con của Japan, Japan nha các bạn. Size con này là size 2000 nha các bạn. Có kim loại Ratio là 5.2. Ratio 5.2 nha các bạn. Ryobi. Cạc cước nha các bạn, con này hoạt động rất là tốt. Con lăn nha các bạn, con rất là sáng này. Thay đổi tay quay trái phải, tay quay gạch nha các bạn. Thay đổi tay quay trái phải. Tay quay này. Ngồi hình nha các bạn. Còn rất là mới. Gạt cước này. Con này là một con máy sóng nha các bạn, lưỡi gai hoạt động rất là tốt. Máy quay nha các bạn. Quay rất là mượt luôn. Con này quay một vòng. Chốt chặn nha các bạn. Con số 11 này có giá là 350k nha các bạn. 11 350k, số 11, con này là Japan. Size 2000. Tiếp theo là con số 12. Số 12 là một con Japan nha các bạn, Japan. Dòng này là dòng Daiwa Sportmax GS700 nha các bạn. Daiwa. Size con này là size 2000 nha các bạn. Cước số 2 là 150m này. Cước này nha các bạn. Lan bằng sứ. Ngồi hình nha các bạn. Daiwa. Tay quay cán gỗ này. Tay quay gập nha các bạn. Gạt cước, con này hoạt động rất là tốt. Máy sóng nha các bạn, lưỡi gai hoạt động tốt. Máy quay nha các bạn. Chốt chặn nè, con này quay rất là ok. Con số 12 này có giá là 12, 2000 Japan. Con số 12 có giá là 150k nha các bạn. 150k con số 12 Daiwa Japan size 2000. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho mình hoặc là để lại mã máy kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.